nhất một sự kiện lớn về ngành nail, tri ân cho tất cả hơn 1.000 học viên đã được HTV đào tạo và chính các bạn đem tới cho HTV một diện mạo đầy sức sống như ngày hôm nay. Giải ba là một bộ sản phẩm trị giá 1.000 đồng. Cảm ơn chị. 95 là chủ nhân đầu tiên của phần quà. Đây là con số 95. Vỗ tay cho chủ nhân đầu tiên của phần quà trị giá 1.000 đồng. Người may mắn nhất của hơn 30 thí sinh, một chiếc máy tính bảng Samsung Tab E. Trong trị tâm hạng 3, hạng 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Phi. Người chiến thắng hạng nêu xin là Đinh Thị Thanh. Cảm ơn chị V.
Ly đã tạo ra một sân chơi cho tụi Hiền được thể hiện mình, được đắm chìm trong cái đam mê nghề nail, cọ sát với lại cái kỹ năng lúc mà đi thi chẳng hạn. Thì đó là một điều rất là tốt mà hầu như Hiền nghĩ là bạn nào mà đã làm nghề nail thì đều là rất cần cái kỹ năng này. Hiền thấy rất là thích. Hiền rất là mong Bi sẽ tổ chức thêm những các cuộc chơi hoặc các cuộc thi tương tự như thế này và chắc chắn Hiền sẽ tham gia. Mình tên là Trần Nguyễn Thu Hiền và hôm nay mình đến với cuộc thi HTV Nail. Em và các bạn học viên rất thích là có những cái sự kiện như thế này bởi vì tạo cho chúng em được một cái sân chơi bổ ích và học hỏi được nhiều kinh nghiệm, làm cho ngành nail của Việt Nam tiến xa hơn nữa. Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Kiến Tình. Hôm nay mình đến đây để tham dự cái cuộc thi do HTV Nail tổ chức. Mình đến đây với một cương vị là một ban giám khảo. Ban giám khảo chuyên chấm về những vật ạc như là những vật vẽ của cái sinh ngày hôm nay. Thì mình thấy HTV đã làm một công việc mà không phải ai cũng làm được. Đó, đã tạo ra một sân chơi cho mọi người. Một sân chơi không phải là bình thường như các cuộc sân chơi trước mà đã các cuộc thi nail đã tổ chức ở đây Việt Nam. Nó một sân chơi có tôn vinh cái ngành làm đẹp, tôn vinh cái con người làm đẹp. Nó làm cho con người làm đẹp trở thành một người giống như là một nghệ nhân vậy. Tất cả mọi người đến đây đều cảm thấy mình đẹp hơn, mình được hiểu biết nhiều hơn rất là nhiều thứ. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn HTV đã tổ chức ra một sân chơi như vậy. Xin chào các bạn, mình tên Vi Thúy. Hôm nay rất vinh dự được bạn Hứa Thanh Vi mời đến đây làm khách mời. Rất là bất ngờ là ngày hôm nay rất là đông mọi người đến tham dự. Ngành nail ở Việt Nam đang rất là phát triển. Chương trình này là rất là thành công và hy vọng sắp tới đây nữa sẽ có những cái cuộc chơi như thế được tổ chức thường xuyên. Tất cả những gì mà cần nói cho mọi người ở đây đều đã chúc mừng em rồi. Chị chỉ muốn nói rằng là cuộc thi lần nhất thành công, để chúc em có lần thứ hai, thứ ba, vân vân vân, đến 100, 200 cũng thành công và thành công càng ngày càng thành công hơn nha. Rất vui vì hôm nay mọi người đến tham gia vào ủng hộ chương trình Cuộc Sống Màu Vòng TV và xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm nghề của Vi. Hy vọng sẽ được sự ủng hộ của mọi người và sẽ làm được nhiều sân chơi hơn như các bạn nữa.